Nếu các bác nhìn thấy video này mà các bác bỏ qua thì nó quá phí bởi vì bên em đang có chương trình khuyến mại cực kỳ là đặc biệt áp dụng cho tất cả mọi người từ ngày 24 tháng 7 đến hết ngày 27 tháng 7. Ví dụ như một chiếc điện thoại này bên em đang bán với giá chỉ còn 2 triệu đồng thôi. Các bác chắc chắn là không tin nhưng mà các bác có thể theo dõi video đến hết bởi vì là bên em áp dụng cho tất cả các mặt hàng nha, tất cả các dòng điện thoại bên em đang bán. À, có chương trình khuyến mại và giảm giá cực sâu cho tất cả mọi người tất cả những cái dòng điện thoại bên em đang bán thì là cam kết với mọi người là hàng chính hãng chế độ bảo hành vẫn như cũ 30 ngày một đổi một và bảo hành phần cứng toàn bộ máy cho tất cả các bác là 6 tháng miễn phí ship toàn quốc kiểm tra hàng thanh toán nha các bác nha bởi vì là bên em đang có chương trình khuyến mại cực sâu này nên là các bác thông cảm và em chỉ nói nhanh thôi đấy áp dụng cho tất cả các bác à, à, ví dụ như một chiếc điện thoại nốt 9 này đấy với giá bây giờ chỉ còn 2 triệu đồng này Đấy, ví dụ như là các bác theo dõi nha và em sẽ quay chi tiết từng cái sản phẩm anh em ưng được cái sản phẩm nào thì có thể chốt cái sản phẩm đó có nghĩa là áp dụng như thế nào thì bên em có chương trình sử dụng và áp dụng cho các bác từ ngày từ 7 giờ sáng ngày 24 tháng 7 đến hết ngày 27 tháng 7 đến hết tối ngày 27 tháng 7 các bác nha à, bên em có chương trình khuyến mại đầu tiên là như thế nào thì em sẽ nói rõ và các bác sẽ nghe rõ ở đây và các bác theo dõi video thì các bác chia sẻ ngay và đăng ký kênh ngay Kết bạn Zalo và gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình để được chốt đơn các bác nhé Chia sẻ ngay để làm gì Mình mua rồi thì cho người khác để mua Bởi vì nó chẳng, à, bởi vì nó trong cái chương trình khuyến mại này ấy, thì giá nó cực rẻ Có nghĩa là từ 5 triệu trở lên thì bên em giảm cho các bác 1 triệu đồng Trên 3 triệu thì là giảm 500 Mà còn là dưới 3 triệu Gọi là trên 2 triệu giảm 300 nha. trên 2 triệu trở lên thì được giảm 300.000 trên 3 triệu thì được giảm 500 trên 5 triệu được giảm 1 triệu có nghĩa là một chiếc điện thoại này trên 5 triệu 5 triệu 500.000 nhưng mà bây giờ có các chương trình khuyến mại chỉ còn 4 triệu 500 đấy. đấy ví dụ như vậy và em sẽ nói rõ chi tiết này ví dụ như một chiếc điện thoại như thế này à, con này bình thường là em bán 2 triệu 150.000 nhưng mà trong cái thời gian khuyến mại này giảm giá trên 2 triệu thì bên em chỉ còn chưa đến 2 triệu nha các bác nhá à, chưa đến 2 triệu chỉ còn 1 triệu 850.000 thôi 1 triệu 850.000 một chiếc điện thoại như thế này Đấy. Đây là em nói, nói, rõ cho các bác bây giờ em sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác từng cái sản phẩm nha các bác nhá bởi vì là rất là nhiều người mua nên là các bác lựa chọn màu thì cũng phải thông cảm à, em sẽ bán cho các bác những cái dòng điện thoại này ví dụ như một em nói con này trước này <laughs> Đây là Oppo Reno 5 Pro nhá. Oppo Reno 5 Pro màn hình 6.7. RAM của nó là 12 cộng 5 thành ra 17 và con này là 256 GB, pin 5000. Em bán giá bình thường là 5 triệu 500 còn em có cái chương trình khuyến mại áp dụng cho anh, cho anh em 4 ngày đấy thì là còn có 4 triệu 500 nữa thôi đấy 4 triệu 500 một chiếc Zeno 5 Pro này đấy màn hình cong nhá màn hình cong đấy màn hình cong màn cong, màn rất đẹp đúng không? Máy là máy mới full hộp 100% nha, máy mới full hộp 100%, Đấy, mới full hộp 100% đầy đủ phụ kiện từ ốp sạc và tai nghe. Nói chung là nó đã là máy mới thì nó sẽ không thiếu bất cứ một cái gì. Thì bây giờ đang có cái chương trình khuyến mại ấy, em bán cho các bác với giá chỉ còn 4 triệu 500 các bác nhanh tay nhá, 4 triệu 500 áp dụng cho các bác hết 4 ngày, Đấy, các bác thoải mái lựa chọn à, những cái tầm này thì các bác đừng hỏi cam nó có nét hay không Zeno 5 Pro thì các bác không phải hỏi rồi đúng không đấy máy là máy mới 100 nha 256 g khó có thể chúng ta tìm được đấy. và tiếp theo là con Zeno 6 Zeno 6 này ấy, thì con này nó là RAM của nó là RAM 12 cộng 5 và Android 12 chấm và 256 g Zeno 6 5G Đấy, máy này là em bán với giá là 5 triệu 500 nhưng mà bây giờ cũng có cái chương trình khuyến mại giảm 1 triệu trên 5 triệu được giảm 1 triệu chỉ còn 4 triệu 500 mà còn ngày thường em bán 6 triệu 500 Nhá, các bác nhá đấy máy mới 100 nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện pin con này 5.000 màn hình 6,5 ram của nó ra 12 cộng 5 thành ra 17 và con này 256 gb đấy 4 triệu 500 4 triệu 500 và Geno 7 này Zeno 7 này em bán 6 triệu 500 Bây giờ chỉ còn có 5 triệu 500 Bởi vì tại sao em giảm giá Nó là vào dịp lễ ngày 27 tháng 7 Do công ty nó hỗ trợ Chứ còn ngoài ra không có đâu Một năm nó duy nhất chỉ có một lần đặc biệt thôi Không có ngày nào nữa đâu Ngoài ra không có đâu Em nói cho các bác từ giờ tới Tết không bao giờ có nha. Chỉ còn đúng ngày lễ 27 tháng 7 là ngày đặc biệt nhất bởi vì là cái này ấy, là, là, là là tại sao do công ty nó hỗ trợ thì bên em mới mới làm được chứ một cây này giảm một triệu thì trả được đồng nào đúng không? đấy một ngày em bán vài trăm đơn thì là mất vài trăm triệu chứ không phải đơn giản đâu em nói thật cho các bác luôn đấy. À, chẳng qua là việc mình uh, nhập hàng nhà người ta về bán thì mình phải áp dụng theo người ta thôi. Bởi vì nó cũng là thứ nhất là đầu tiên là như vậy. Thứ hai nữa là người ta sẽ bán nhiều cái sản phẩm đi để quảng cáo được cái thương hiệu của người ta cao hơn đấy. Nó trong cái dịp lễ này. Chứ còn nếu mà để mà tư nhân thì chắc chắn là đâu có dám giảm nhiều như vậy. Em nói cho các bác này, đấy, em nói thật luôn em chia sẻ bằng thật nhá các bác theo dõi này. Em xin các bác vài giây thôi Đấy Ví dụ như là À đây không phải ví dụ nha Một ngày em bán bao nhiêu đơn thì nó sẽ xuất hiện ở trên cái app của em đây Em bán qua post nha Tên tuổi của em ở đây nha Đây Ngân hàng của em cũng như thế này nha Tên của em chuẩn nha Đấy số tài khoản đây nha Em mở số tài khoản này Cho các bác xem ở trên cái app này Đấy Để tránh cái trường hợp là chúng ta bị lừa đảo nha các bác nha à cái này không 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 mở cho các bác được Đấy, tên tuổi thì nó là như thế này số tài khoản như vậy nhá còn tiếp theo nữa thì là các bác theo dõi này đây các bác nhìn kỹ này đây là lấy thành công 400 đơn một ngày thế thì một ngày em bán 400 đơn thì các bác bảo là mỗi đơn giảm một triệu thì là nó thành bao nhiêu tiền Đấy, thì nếu mà là tư nhân như em thì em không làm được nếu mà em có nhiều tiền như vậy thì chắc em cũng không bán điện thoại nữa đâu do công ty nó hỗ trợ thôi à, do công ty nó hỗ trợ các bác nhá à, còn đây em nói cho các bác vừa nói xong là quên mất rồi con Geno 7 này màn hình 6,5 ram của nó ra 12 cộng 7 à, ra 12 cộng 5 thành ra 17 và con này nó là 256 gb pin 5000 màn hình 6,5 nha em giảm bán cho các bác với giá là 6 triệu 500 nhưng bây giờ giảm giá 1 triệu chỉ còn có 5 triệu 500 000 Zeno 7 5G nha Mới 100% nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện cho các bác Đây ạ RAM 12 cộng 5 Android 12 chấm uh, 256GB Zeno 7 5G Đấy, Ok chưa Đấy, Máy mới nguyên hộp nha các bác nha Anh em thoải mái kiểm tra Mới 100% Ví dụ như một chiếc điện thoại Tecno Spark pova Neo 3 này bên em đang bán với giá 5 triệu bây giờ chỉ còn có 4 triệu thôi con này nó là pin 7.000 nhá pin 7.000 RAM, RAM của nó là đây 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 RAM 8 này và 128GB đây, RAM 8 và 128GB chính hãng luôn nhá email của nó đầy đủ hết cho các bác xem này đấy Pova Neo 3 nhá pin con này là 7.000 dùng cực kỳ là đặc biệt màn hình 6,82 inch em bán lẻ là 5 triệu nhưng mà trong cái dịp lễ khuyến mại 27 tháng 7 này em đang bán với giá cho các bác với giá chỉ còn 4 triệu đồng thôi coi như là vừa bán lại vừa buồn bởi vì tại sao vì mình cũng trả được cái gì tại tại sao không được gì vẫn được nhưng mà người ta vẫn chết khấu cho Đó, chết khấu theo phần trăm anh bán được trăm triệu thì được bao nhiêu tiền thế thôi Đấy, nó không được lời theo từng cái một thường thường là một cái vẫn kiếm được khoảng hai ba trăm nghìn nhưng mà đợt này thì nó có công ty nó hỗ trợ giảm giá như vậy thì bên em nó chỉ được ăn theo phần trăm thôi mình không nghe người ta thì cũng không được bởi vì nhập hàng của người ta cơ mà đúng không À, nên là các bác thông cảm vấn đề đó nên là em bán cho các bác với giá là 4 triệu nhá đấy, làm thuê thì phải như thế như vậy đấy các bác ạ con này để chơi game các kiểu để dùng quá là ok pin 7.000 nhá chứ không phải là đơn giản đâu nhá pin 7.000 nếu mà cái loại pin 6000 000 thì nó ở đây nhưng mà nó là cái hãng con này là em cũng đã đọc rõ nhá Pova Neo 3 nhá con này là Pova Neo 3 nhá Pova Neo 3 các bác nghe rõ tên thì mới đặt hàng nhá và tiếp theo là con này là Vivo Y55S Con này nó pin 6.000 Pin 6.000 Màn hình 6.6 RAM 8 cộng 4 thường ra 12 Và con này cũng là 256GB Em đang bán với giá là 3 800 Nhưng dịp khuyến mại này Giảm trên 3 triệu thì giảm 500 Thì con này nó trên 3 triệu Thì chỉ còn có 3.300.000 nữa thôi Chỉ còn 3.300.000 nữa thôi Máy là máy mới full hộp luôn Hộp nó ở ngay trước mắt của chúng ta đây Y55S đây Đấy mới trăm luôn tất cả đều là cái hàng chính hãng nhé bởi vì bên em bán cho các bác em nói cho các bác nếu mà những cái lời quảng cáo của em nó không đặt đúng cái mục tiêu và những cái sản phẩm của em nó không kèm đúng cái quảng cáo ấy, thì là kênh của em nó không đạt đến 3 triệu người xem và gần 40.000 người đăng ký kênh và tiếp theo nữa một ngày em bán 400 đơn cái này em không cần phải bóp phép ai cái này là nó hiện thực tế cho các bác là, Đấy. Đây RAM 8 cộng 4 thành ra 12 Và con này nó là 256GB Đó các bác nhé Con này nó là pin 6000 3 triệu 800 nghìn Thì bây giờ chỉ còn 3 triệu 500 000 thôi Đấy, Mới 100% Nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện Tiếp theo là con à, Buồn quá nhỉ Chẳng muốn bán Con à, này ấy, Sắp hết pin luôn rồi. Vivo I23E Đấy, con này rất là đẹp luôn nhé Đây này, bây giờ còn có 0% pin thì lướt nhanh thôi Cho các bác xem thôi Không nó sập nguồn bây giờ Con này nó cũng là RAM 8 cộng 4 thành ra 12 này Và tổng dung lượng của nó là 256GB này Pin con này nó chỉ 5.000 thôi các bác nhé Pin con này 5.000 thôi Pin 5.000 Đấy 3 triệu 500 bây giờ chỉ còn 3 triệu Đấy, 256 g 256 g bây giờ còn 3 triệu nhá. 23e nhá, Vivo nhá, nghe rõ nhá. Máy mới hết nhá, tất cả những cái máy em bán đây cái nào mới thì em bảo mới hết cho các bác. Mới 100%. Còn con uh, ZTE V40 này ấy. Bây giờ 3 triệu 800, bây giờ chỉ còn 3 triệu 300 thôi. 3 triệu 300 thôi. Đấy. 3 triệu 800. Bây giờ chỉ còn 3 triệu 300. Màn hình là 6,67 inch có nghĩa là 6,7 inch rồi Đấy, RAM 6 và 128 g pin 5000 ZTV 40 mới 100 nguyên hộp nha nguyên hộp full hộp và đầy đủ hết phụ kiện cho các bác bây giờ chỉ còn có 3, ,3 triệu 3 lần giới thiệu điện thoại này Đấy, máy là máy 2 sim 2 sóng này. đây không biết các bác có nhìn thấy không này. RAM 8 cộng 2 này RAM 6 cộng 2 này Đấy. ZTV 40 này À, 128 gb em bán cho các bác với giá thường là 3 triệu 8 bây giờ chỉ còn có 3 triệu 300 nghìn thôi quá rẻ nha các bác nhé cái con con Oppo A2M này ấy. Oppo A2M này em bán cho các bác với giá là 4 triệu 500 nhưng mà chỉ được giảm 500 nghìn thôi bây giờ chỉ còn có 4 triệu có nghĩa là trên 3 triệu thì được giảm 5 500 trên 5 triệu thì mới được giảm 1 triệu đấy con này là còn 4 triệu này 4 triệu đấy 4 triệu đồng Oppo A2M màn hình 6,56 inch RAM của nó RAM 8 và 128GB pin 5000 mới 100% nha các bác nhé mới 100% nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện cho các bác chán quá nhỉ chán bán quá nhưng mà vẫn phải bán thôi Chúng ta đang nói đến con A2M này nó lại có một cuộc gọi điện tới thì mình có bị à, sắp gián đoạn một tí. Nên là con này ấy, pin của nó 5.000 nhá Em nhắc lại cho các bác một tí. Pin con này là 5.000 và con này nó là màn hình của nó là 6.6 inch. RAM 8 và 128GB. Em bán cho các bác với giá 4 triệu 500 .000. nhưng mà hôm nay có chương trình khuyến mại em giảm giá cho các bác chỉ còn có 4 triệu nữa thôi. Nhá, giảm giá cho các bác chỉ còn 4 triệu nữa thôi. Và các bác lưu ý này, em nhắc lại cho các bác này, đây này, thông tin nó có ở đây hết nhá RAM 6 cộng 4 này thành ra 12 này Đấy. Android của nó 13 chấm này à, bộ nhớ 128 g này Oppo A2M 5G Đấy. trên cái điện thoại này thông số nó ghi như thế nào thì em phải đọc rõ cho các bác như vậy nên là để tránh cái trường hợp là khi các bác nhận máy nó đỡ bị nhầm nha các bác nha và các bác lưu ý cho em một điều nhé thứ nhất là một chiếc điện thoại giảm 1 triệu thì các bác phải cọc một triệu còn giảm 500 các bác cọc 500 và giảm 300 thì các bác cọc 300 bởi vì bên công ty và bên em bán đã không lấy lời lãi rồi thì nên gửi đi sợ các bác bom hàng bởi vì trong cái thời gian này ấy, thì rất là nhiều người gọi đúng không Tại sao em phải không in ra trên màn hình mà em lại ghi vào đây em ghi vào đây để tránh cái trường hợp là người ta ăn cắp được cái video của em nhá tên của tôi này Agribank này, này số tài khoản này Techcombank này số tài khoản này, em dùng chỉ có hai số tài khoản đó nha các bác phải lưu ý khi chúng ta chuyển khoản chủ yếu là chúng ta nhớ được cái lưu ý là cái số đâu nhá à, cái cái tên của nó rất là trùng nhiều nhiều người bị lừa đảo là vì cái lấy cái tên của nó à, giống với cái tên của mình sau đó là bắt các bạn đặt cọc Đấy, các bạn lưu ý cái số này còn các bạn cứ chụp màn hình vào à, chụp màn hình vào Đấy, chụp ảnh cái 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 số điện tài khoản của tôi vào Đấy, đây con này là 1903 433 nha các bác nha các bác nhìn rõ và chụp hình cái, cái cái tài khoản này vào nha và nhắc lại cho các bác ví dụ như một chiếc điện thoại này chúng ta được giảm một triệu thì các bác phải cọc một triệu còn cảm thấy các bác có tin đi không ấy thì nó là tùy thuộc vào các bác còn các bác có mua không thì tùy thuộc vào các bác bởi vì trong cái thời gian mà không có cọc ấy thì là gửi đi mà các bác bom hàng không lấy là một hai nữa là à, nó hết hàng nữa gửi đi và gửi lại bởi vì trong cái thời điểm khuyến mại này bên em phải cung cấp rất là nhiều cái máy về hàng vài nghìn con cơ bình thường bọn em đã bán đến 400 đơn một ngày rồi thì nó phải lên cả nghìn nghìn đơn đấy nói thật luôn đây này đấy lấy thành công 400 đơn này, này. Đấy, đây là không phải bố phép đâu nhá Đây là một cái ứng dụng để em bán hàng đây này đang lấy hàng này đây này đang vận chuyển này đấy. ok chưa đấy là em nói thật luôn đấy, tên tuổi vẫn trùng với cái tên tài khoản kia nha đây này. để tránh cái trường hợp là đảm bảo cho các bác à... không bị mất hàng đấy như cái như cái điện thoại này đây là con Redmi 13C Redmi 13C này em đang bán với giá là <laughs> xin lỗi xin lỗi hơi cản tiếng một tí yet no à không phải yet à, đúng rồi con này là Redmi 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 13 C ý lại cứ nhìn thấy con Techno này cứ bảo Techno Redmi 13 C màn hình 6,74 inch nha các bác nhá pin con này 5.000 pin 5.000 màn hình của nó là 6,74 em bán cho các bác với giá là 3 triệu 700 nhưng bây giờ chỉ còn có 3 triệu 200 thôi 3 triệu 200 nhá các bác cọc 500 thì còn 3 triệu 200 khi các bác cọc 500 rồi thì các bác nhận hàng thanh toán chỉ còn có 2 triệu bảy nữa thôi đấy đấy là em nói trước các bác như vậy nhá áp dụng cho các bác trong vòng từ ngày 24 đến 27 thôi không có nhiều đâu đấy, nên là anh em phải nhanh tay chưa chắc đã đủ hàng để bán đấy các bác bảo là không cọc nọ kia thì các bác tùy thôi không ai bắt các bác cọc và không ai bắt các bác mua cả cảm thấy các bác mua được thì các bác cọc mà không mua thì đừng cũng không 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 nên đặt cọc nhá đấy, và gọi về nhiễu thì cũng chả có ai nghe đâu bởi vì trong thời điểm nó cao điểm đấy em nói cho các bác nhé em chỉ dùng đúng một số điện thoại 0819 và 789 và 222 cái số này ấy, nên là trong các chương trình khuyến mại ấy, vài nghìn người thì nó phải có vài nghìn cuộc gọi để 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 gọi nên là nhiều người gọi cứ nói dài dòng là em không 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 nghe là thông cảm bởi vì không phải là uh, không yêu khách hay là không 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 uh, chiều khách lý do nguyên nhân là nó quá tải nên là các bác thông cảm các bác gọi về ok con nào là các bác phải nhớ cái tên của nó rồi là chốt luôn đấy, đọc địa chỉ luôn đấy Redmi 13C thường thường là em bán với giá là 3 triệu 700 nhưng mà trong các chương trình khuyến mại này ấy, bên em đang có chương trình khuyến mại giảm giá cho các bác với giá chỉ còn có 3 triệu 200 đấy, cộng 500 thanh toán 2 triệu 700 nha các bác nhé <laughs> các bác phải nhớ đúng cái số tài khoản này thì các bác chuyển nhá hai số tài khoản này đấy như vậy để tránh cái trường hợp chúng ta bị nhầm như cái con A79 này rẻ không thường thường là bán 5 triệu 7 bây giờ chỉ còn có 4 triệu 500 thôi giảm 1 triệu cho các bác và các bác phải cộng 1 triệu nhá Oppo A79 mới 100% pin 5000 màn hình của nó là 6,72 inch Đấy, RAM con này RAM 8 và 128GB Đừng có bảo là giống cái con A2M này nhá Đấy, nó gần giống nhau nhưng mà cái mắt của nó khác nhau rồi này có nhau con này nó có hai mắt nhé cam trong này nó có hai mắt thẳng lên này nhưng mà con này nó chỉ có một mắt tròn thôi đấy, nhiều người có bảo là à, lấy con A2M về giống nhau nhưng mà không giống đâu nha các bác phải phân biệt được này cái này nó có g này đấy, cái này nó có cái g nhá nó có ô vuông lên còn cái này nó không có đâu nó phẳng lì đi. đấy nên là nhiều người cứ bảo là hai con nó giống nhau các bác nhìn thấy con này hai mắt không trong nó có hai mắt không à, con này trong nó chỉ có một mắt thôi và cái mắt này nó khác này đấy, cái đèn led này ở đây cái này nó đèn led này ở đây cơ mà đấy, nên là cái này nó có ba cái mắt cam còn con này nó chỉ có một mắt đấy, nên là nó rẻ hơn là phải con này là 4 triệu 7 nhá giảm giá còn 4 triệu 7 nhá A79 A79 bây giờ giảm 1 triệu còn 4 triệu 7 trăm em nói cho các bác thường thường là em đã bán rẻ như vậy em bán được nhiều đơn như vậy thì làm gì các bác bảo là tự nhiên bảo là em bán như thế này mà đắt hay rẻ thì tùy thôi không ai bắt các bác đâu Đấy. Chưa chắc các bác đã đặt được hàng mua Em nói thật luôn bởi vì nó quá tải Thật luôn em nói bằng thật Chưa chắc các bác đã đặt được hàng mua Bởi vì trong cái thời điểm đã gọi là khuyến mại 100% này Thì nó quá tải Nên là mong mọi người thông cảm Ai chốt được thì gọi nhanh Đấy. Yêu cầu các bác phải giảm bao nhiêu Thì các bác phải cọc bấy nhiêu nha Như cái con này, ấy. Đây này Như iPhone 15, 16 Pro Đấy các bác thấy không? TECNO 20C màn hình 6.7, RAM 8 và 128GB Pin 5.000 Bây giờ ấy, chỉ còn có 3 200 thôi Em bán 3 700 .000. Trên 3 triệu thì được giảm 500 Trên 3 triệu giảm 500 nha các bác nhé Bây giờ chỉ còn có bao nhiêu? 3.200.000 Khi các bác cọc 500.000 thì các bác chỉ cần nhận hàng thanh toán còn 2.700.000 thôi Đấy, nói cho các bác như vậy Tecno mới 100% nha, tất cả những cái sản phẩm này em bán cho các bác đều là máy mới nha. Đấy, đều là máy mới. Đều là máy mới, nguyên hộp, đầy đủ phụ kiện cho các bác hết. Techno Spark 20C ra à phiên bản Android 13. À, RAM 8 RAM 4 4 này. Và con này nó là pin 5000 này, thông số nó ở đây hết rồi, chúng ta không cần phải dấu giếm gì cả đâu. Đấy. Máy là máy mới 100%, em đã đọc rõ thông số cho các bác nha. Còn các bác không nhớ được thì các bác cứ chụp màn hình khi mà em quay cái mặt lưng này. Đấy. Techno Spark 20C 3.200. Còn à, con con à, này. Redmi Note 11 SE trên 3 triệu được giảm 500 bây giờ chỉ còn có 3.500 triệu 500 thôi. Đây này mới 100% nhá, pin 5000. Màn hình 6.5 RAM 6 và 128 GB. Trước là bán 4.500, bây giờ chỉ còn có 3.500 thôi. Đấy, mới 100% nguyên hộp nhá, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện cho các bác. Đấy. Tất cả đều là máy mới, anh em yên tâm, các bạn đừng có hỏi nó có bị xước hay không, có bị móp méo hay không, có bị nứt nẻ hay không. Đã gọi 100% là máy mới thì nó sẽ không bị cái gì cả. Đấy. Tất nhiên là để một câu nói cho các bác là bảo là cọc thì nó cũng rất là khó khăn tuy nhiên thì em nói cho các bác cái này thứ nhất là cái hàng nó nó quá tải nếu các bác không cọc thì gửi về gửi đi gửi lại thì nó người cần thì chả có mà người không cần để đặt chơi thì cũng không được có nghĩa là giảm bao nhiêu thì các bác phải cọc bấy nhiêu đấy là nói rõ như vậy giảm một triệu các bác phải cọc một triệu chứ không phải mặc cả đâu nhé giảm 500 các bác phải cọc 500 giảm 300 các bác phải yêu cầu các bác cọc 300 còn nếu các bác không muốn cọc không muốn cọc mà muốn nhận hàng ấy, thì các bác phải chờ hết ngày 27 hết ngày 27 thì nó không có chương trình khuyến mại nữa đâu nhá đấy hết ngày 27 không có chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả mọi người hết nên là mong mọi người thông cảm đấy đấy là cái điều rõ ràng và các bác phải áp dụng cho tất cả mọi người cùng nhau chia sẻ mạnh tay anh em chia sẻ đi mình không mua thì người khác à, người khác sẽ mua mình không mua thì người khác sẽ mua đúng không mình không cần người khác cần nó chỉ áp dụng cho các bác trong vài ngày thôi một hai ngày thôi chứ không có không không, không không quá nhiều là anh em phải cố gắng cùng nhau chia sẻ ai mua được thì mua không mua được thì thôi các bạn chia sẻ tôi cũng có đâu có được cái gì đúng không mà bạn không trả mất cái gì phải không ạ Đấy, tất nhiên những cái sản phẩm bên em bán nó có chất lượng hay không ấy thì các bác biết rồi đặt được 3 triệu người xem và 40.000 người đăng ký kênh và một ngày em chốt 4 500 đơn một ngày 4, đến 500 máy như thế này ấy. đấy à, không phải là ít đâu các bác nhá như con Poco C65 này màn hình 6,7 RAM 8 và 128GB em bán 3 triệu 900 bây giờ giảm cho các bác à, 500 còn có 3 triệu 400 khi các bác thanh toán đặt cọc 500 các bác còn nhận hàng thanh toán 2 triệu 900 nghìn nữa thôi Đấy, quá rẻ nhá mới 100 Poco trăm C65 nhá đây này Đấy, màn hình 6,74 này pin 5 nghìn này Đấy, tất cả máy nó còn nguyên siêu thì em cũng chẳng phải bóc ra đâu em cứ đọc cái thông số ở đường ngoài cho các bác Đấy các bác cảm thấy nhìn qua những cái hình ảnh video bởi vì em làm à, trong nhà ấy, ban đêm ấy, quay video thì nó sẽ có cái ánh đèn đấy, bóng điện nó dọi vào nó có cái ông ánh ông ánh và các bác nhìn nó cảm thấy nó như kiểu là máy cũ nhưng mà thực tế ra nó là máy mới nhá mới 100% trăm phần trăm còn để mà có cái mức độ tin tưởng như thế nào ấy, thì các bác phải hình dung được bởi vì bên em bán số lượng rất là nhiều à, còn nên là để cho các bác tin em thì chắc chắn là khó, rất là khó một mình nói cho mọi người tin thì cực kỳ là khó khó lắm anh em ạ còn ai tin có thể ủng hộ không tin thì cũng phải thông cảm nha các bác nhá à, trăm người bán thì vạn người mua chúng ta phải tính là hơn thua nhau nó chỉ ở chất lượng đấy còn hàng rẻ thì nó không bao giờ tốt hàng tốt không bao giờ nó bán giá rẻ cho các bác và vừa rẻ vừa tốt việt nam mình không có đâu các bác đặc biệt một trăm phần trăm là không có nhá đấy còn nếu mà các bác muốn mua hàng tốt thì chúng ta đừng có nghiêng về cái giá cả nó và hỏi cái giá nó quá đắt đúng không đấy chúng ta phải nhìn về cái chất lượng cái sản phẩm đó nó có đạt với cái mức độ đấy hay không nhưng mà em bỏ ra một cái sản phẩm cho các bác thì em cũng phải thu tiền từ các bác nhưng mà các bác cũng phải nhận được một cái sản phẩm nó tương ứng cái đồng tiền này thì các bác mới mua chứ còn bây giờ mà quảng cáo sai với sự thật thì không ai mua nếu mà em quảng cáo sai thì kênh của em nó không đạt được vài triệu người xem em chỉ cần khoe như vậy thôi đấy và không bao giờ chốt được vài trăm đơn đấy nhiều người cứ bảo tại tại sao những cái con Geno 6 người ta bán mười mấy triệu người ta còn phải thuế má các kiểu đủ thể thứ đấy mà số lượng người ta bán một hai cây một em bán vài trăm cái một ngày thì em cần gì em phải bán lấy lời nhiều một cái em kiếm 100 thế 400 cái thì em kiếm bao nhiêu tiền một ngày đấy là cái việc các bạn khác tự nhân nhá đấy là em nói rõ thôi nếu mà các bác ở gần vùng biển hay không phải không phải là gần vùng biển nếu mà các bác ở vùng biển này hay đi phụ hồ phụ xây hay là đi ngập nước nhiều đấy, xuống nước nhiều thì các bác có thể nghiên cứu những cái sản phẩm này cho em đây là một con Zmi Note 10 chống nước 100% chống nước nhá các bác được thả xuống nước ok thanh toán tiền thì con này thì em đang bán với giá là 3 triệu 500 nhưng mà rất tiếc cho các bác nó chỉ là 64g và một sim nó chỉ là 64g và một sim đấy 64g và một sim nghe rõ nhá đấy, con này em bán 3 triệu 500 bây giờ đang có chương trình khuyến mại trên 3 triệu giảm 500 các bác chỉ còn có 3 triệu nữa thôi đấy. khi các bác cọc 500 rồi thì các bác chỉ còn bao nhiêu thanh toán 2 triệu 500 Đấy. không yêu cầu các bác phải mua hay là không yêu cầu các bác phải bắt buộc phải mua hay là bắt phải cọc bởi vì cái số lượng này ấy, nó quá nhiều nên là nó là áp dụng theo cái, cái, chế độ chung nên là phải cọc đấy là công ty nó bắt cọc còn ai mua hay không thì nó tùy thuộc vào các bác còn tất nhiên để nói cho các bác bỏ ra 500 đến một triệu để cọc một chiếc điện thoại nó cũng rất là khó nhưng mà ai tin thì mua thôi chứ em cũng phải làm thuê và quảng cáo bán sản phẩm cho người ta em cũng phải nói rõ đấy chứ không phải là tự nhiên mình khắc làm ra để thu tiền từ các bác còn mọi hôm ấy em nói cho các bác không cần cọc một đồng nào ngoài cái chương trình khuyến mãi các bác thấy em bắt các bác cọc một số không cần cọc một số một đồng nào 1.000 tôi cũng trả cầm của các bác cơ đấy nhưng mà công ty nó bắt mình phải cọc không cọc thì cái số lượng mình lấy về quá nhiều mà khách đặt quá nhiều hàng bom quá nhiều thì nó cũng dở đấy nó là như vậy đấy nó là có ai cũng có cái trách nhiệm cho người đó đấy, như con này 64g ghi một sim chống nước tuyệt đối 100% trăm phần trăm nha em đã quảng cáo rất nhiều đấy Đấy, à, em bán bây giờ chỉ còn 3 triệu thôi hết ngày 27 sáng ngày 28 là bắt đầu lại lên 2, 3 triệu 500 nói rõ luôn nếu các bác không muốn cọc thì đợi đến ngày 27 hay hết ngày 27 thì các bác mua thì nó không phải cọc đây là con Redmi V30 Redmi V30 này ấy, màn hình 6,6 RAM của nó RAM 8 cộng à... Con này nó là RAM 8 cộng 6 thành ra 14 và con này là 256 GB. 256 GB pin 5000, em đang bán với giá là 3 triệu 800. .000. Bây giờ giảm xuống 500 000 chỉ còn có 3 triệu 300 000 thôi nha V30 nha các bác nhá. Đây này. Đấy, V30. Redmi V30 mới 100% mà nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện. Em nói cho các bác chả có ai bán hàng nhiều như em thế này và cũng không có ai bán cái kiểu như em. Đấy em bán chỗ của em ấy không phải bán một cây hoặc là hai cây để lừa đảo các bác còn em bán hàng nghìn cây cơ đấy, nên anh em có tin thì không đúng là việc của các bác còn các bác không muốn cộng một đồng nào thì các bác phải chờ hết ngày 28 nha các bác nhé con này là em bán cho các bác với giá là 3 triệu 800 thì bây giờ trong cái chương trình khuyến mại ấy, thì áp dụng cho các bác giảm giá cho các bác 500 chỉ còn có 3 triệu 300 thôi đấy. đây RAM 8 cộng 6 thành ra 14 này, Android 12 chấm này, 256GB 30 này. Chuẩn chưa? Máy là máy mới 100% các bác nha, mới 100%. Đấy, máy là máy mới 100%, đầy đủ phụ kiện, ốp và sạc và tai nghe. Đấy. Chuẩn chưa? Giá quá rẻ, quá bèo, áp dụng cho anh em nhanh tay lên và anh em cố gắng chia sẻ ngay video lên Facebook, Zalo, TikTok nói chung là được chỗ nào các bác chia sẻ vào chỗ đấy thì là mình không mua thì anh em cũng hộ ủng hộ mà nó chỉ áp dụng cho đâu có phải là các bạn chia sẻ thì tôi được lời đâu ra đâu nó chỉ là bạn bè của các bạn mua được cái lời thôi chứ tôi không có lời gì cả Đấy. buồn lắm đã giảm giá cái là mình đâu có kiếm được nó đâu đúng không đây này như cái con A76 này bây giờ nó 3 triệu giờ giảm 500 thì có 2 triệu 500 có bác tin không thì đây là đây là nó nói bằng thật luôn em chia sẻ bằng thật luôn không muốn quay con này luôn đấy nhưng mà việc người ta hỗ trợ tiền cho mình thì mình vẫn phải quay thôi a 76 làm gì các bác đi đâu mua được hai triệu năm trăm em hỏi bằng thật luôn là không có đâu các bác ạ chán rồi chán đời à? à con này nó là màn hình 6,7 ram 8, 8 và 128g pin con này 5.000 Giá bán lẻ vừa rồi là 3 triệu nha Còn bây giờ khuyến mại giảm 500 Chỉ còn có 2 triệu 500 nữa thôi Rất là buồn cười Nếu tím có một con 2 triệu 9 Thì đâu giảm 300 thôi Đấy nó lại dở cái chỗ đấy cơ Đấy nó là áp dụng cái giá chung toàn quốc rồi. Đấy chứ không phải là em tự đặt ra Để em làm đâu nhá A76 2 triệu 500 Mới 100% nguyên hộp nha các bác nhé Không phải là cái loại mà à, Độ vỏ các kiểu đâu Bên em bán hàng em uy tín từ hàng đầu rồi Chứ các bạn không lo vấn đề này đấy chả muốn quay những cái dòng đấy thì nó rẻ quá cháy hàng chết rồi Geno 2Z 3 triệu 150 giảm 500 nghề còn có 2 triệu 650 000 nhá 2 triệu 650 000 pin 5 000 màn hình 6,5 RAM 8 và con này 256 g đặc biệt 100 phần trăm là máy mới các bác cọc 500 được giảm 500 thế thôi đấy, nói nhanh gọn như vậy Geno 2Z nha tất cả các video thì em đều quay tất cả các sản phẩm về cái điện thoại là về ở, ở, ở cái video khác cũng có nha chứ không phải là cái video này đâu các bác đăng ký kênh và theo dõi tiếp một cái video khác nó vẫn có Đấy, RAM 8 và 256G đây này máy là máy 2 sim nha pin 5000 Geno 2Z con này nó có tính năng đặc biệt nó là cam thụt thò nha tụt lên và tụt xuống đây các bác nhìn kia Đấy, cam nó thụt lên và thụt xuống nhé Đấy, Ok chưa? 2 triệu 650 nghìn thôi. Ôi rẻ quá nhỉ. Chán thật. Tiếp theo là cái con uh, Oppo A56 à. Rồi. A56 nha. Oppo A56 RAM của nó RAM 8 cộng 3 thì ra 11 nha các bác nhá RAM 11 và con này 256GB Oppo A56 5G em đang bán với giá là 2 triệu 700 nghìn 2 triệu 750 nghìn nhưng bây giờ có cái chương trình khuyến mại giảm 300 trên 2 triệu được giảm 300 thì con này chỉ còn bao nhiêu 2 triệu 450 nghìn thôi các bác nhá Oppo A56 em nói cho các bác tìm cả thế giới này không có đâu tất cả các sản phẩm làm gì có cái chuyện mà cái máy điện thoại có hơn 2 triệu tí là Oppo A56 chắc chắn là không có em chỉ cần khoe một điều nếu các bác cứ nói là hàng em không chính hãng thì làm sao đạt được vài triệu người xem và vài nghìn người để đăng ký kênh em nói các bác đấy là một cái, cái, điều bình thường thôi và các bác theo chốt đơn vài trăm đơn một ngày đấy. uy tín hay không đó là quyền đó, đó là thuộc về tất cả mọi người để ủng hộ chứ không phải là một mình em còn cái việc cọc này không cọc ấy là tùy các bác các bác cảm thấy mua trong thời gian này phải cọc thì các bác không cọc thôi thì qua qua cái thời điểm khuyến mại này các bác sẽ mua tiếp. Nhưng mà qua cái khuyến mại này là nó không có khuyến mại nữa đâu, không cọc là không có khuyến mại. Đấy là em nói bằng thật nhá. Đây này. A56 nhá. 2 450 000 thôi. Các bác cọc 300 thanh toán còn có 2.100 triệu à 2 triệu đúng rồi. Đấy 2 450 000 iPhone 7 Plus. Pin 98%. Màn hình 6.7. RAM của nó và bộ nhớ của nó 128 GB pin 100%. Bán 3.500, zin 98% nha. Bây giờ chỉ còn có 3 triệu tròn thôi. Cọc 500. Đấy. Màn với các thứ các bác nhìn này. Đây. đây là mồ hôi thôi nhá. À đây là hơi 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 tay của chúng ta thôi nhá. màn như vậy là đủ đẹp chưa? Đấy. Vân tay các kiểu đều ok hết, đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả. Đây này. Đấy, em chỉ cần kiểm tra vân tay là được rồi. Và bộ nhớ của nó cho các bác xem này. Máy là không có ai cái lao nhá máy sạch nhá iPhone 7 Plus đúng không 128GB này. Đấy, 128GB Bây giờ chỉ còn có 3 triệu thôi Cọc 500, thanh toán 2 triệu 500 Rẻ không Sợ rẻ quá thì chắc phải tăng giá rồi anh em Chết dữ Máy 98% Tiếp theo thì là còn uh, Redmi V11S Redmi V11S pin 5000 màn hình 6.5 RAM 8 cộng 3 thành ra 11 và con này 256G Em bán cho các bác với giá là 3 triệu 500 nhưng trong chương trình khuyến mại này bây giờ chỉ còn có 3 triệu nữa thôi giảm 500 còn 3 triệu mới 100 và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện nhá còn lại chớ bật nguồn Đấy. rồi em thông số em đã đọc ở đây hết cho các bác rồi cũng không chả phải đọc nữa đâu đấy nhá à, không phải bật nữa đâu Pin 5000 này, màn hình 6.5, RAM 8 cộng 3 thì ra 11 và con này 256 GB. Con này là 3 triệu 500 nhưng mà bây giờ chỉ còn 3 triệu thôi. Đấy 3 triệu thôi. Các bác các bác bỏ ra 3 triệu bạc mà các bác mua cái sản phẩm này thì quá lời rồi. Không còn gì phải bàn. Tiếp theo là con Redmi 12. Redmi 12 nha các bác nhá. Redmi 12. Con này là em bán với giá là 3 triệu 700 000 Nhưng mà trong chương trình khuyến mại này đang được giảm giá còn có 3 triệu 200 000 3 triệu 200 000 mới 100% có cả màu đen màu xanh nhá Đấy, Mi 12 Đẹp chưa? Đẹp long lanh Con này cũng là 256G RAM 8 cộng 2 thành RAM 10 Và màn hình 6.7 pin 5 000 nhá Đấy, Pin 5 000 Mới 100% và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện Bây giờ chỉ còn có 3 triệu 200 000 thôi 3 triệu 200 000 3 triệu 200 đã sở hữu được một chiếc điện thoại này, này. Quá đẹp đúng không? Đấy. Không còn gì phải bàn Tiếp theo thì là Oppo A73 Oppo A73 2 triệu 600 Bây giờ chỉ còn có 2 triệu 350 nghìn Chắc phải nghỉ thôi anh em ạ Không bán được kiểu này đâu Nhưng Mà không bán thì sợ công ty nó lại Chửi cho buồn thế nhỉ Đấy, Bởi vì bên em nhập cái số lượng công ty là bắt buộc Ví dụ như bán được trăm triệu hay 50 triệu Thì nó chiết khấu cho vài triệu Kiểu nó là như vậy ấy. Nó không tính là được mình lời lãi bao nhiêu nữa Bây giờ thì kiểu nó là như vậy rồi. RAM 8 này, cộng 3 này. Thì RAM 11 này, 256 g này, Oppo a 735 5G này. Đấy, nhiều người cứ bảo nọ bảo kia em cho các bác xem. Trên cái điện thoại nó ghi như nào thì em đọc như thế đó, bởi vì em cũng đâu có biết sản xuất cái điện thoại này đâu. Còn nó có bền hay không ấy thì là em cũng đâu có dùng cái điện thoại này đâu. Đấy là nên em nói rõ cho các bác như vậy. Đấy. Tuy nhiên thì bên em đã là một cái nơi để bán điện thoại Đấy, chứ không phải là những cái nơi mà để quay để chơi thì à, những cái sản phẩm là nó không hay bị lỗi áp dụng cho tất cả toàn quốc để theo dõi Đấy, ví dụ như cái hàng này về ví dụ như em nói ví dụ đó nhá ví dụ như cái sản phẩm này về Đấy, nó gửi đi cho các bác rất là nhiều vài nghìn cây rồi thì nó hai ba người gọi về lỗi thì những cái dòng này em không lấy nữa em không nhập nữa Đấy, nó là như vậy a bảy ba hai triệu ba trăm năm mươi nghìn trời ơi như thế này mà có hai triệu ba bảo Mới 100% nha các bác nhé Tất cả đều mới 100% Đấy, Còn rẻ nữa lại còn lắm rồi Ở, Xin lỗi tí lại lấy nhầm con này Đây đây con này A53 đúng không A53 nhé Có cả màu xanh nhạt nữa Màu xanh đâu hết rồi Lúc mình cần để chá thấy đâu A53 thường Màn hình 6.5 RAM 8 Và con này 256GB nhé Pin 5000 các bác phải đọc rõ cái tên của nó nhá và các bác phải nhớ cái tên và cái cái thông số và các bác đặt đặt hàng bởi vì cái số lượng đặt rất nhiều nên là các bác phải thông cảm nha các bác nhá và khi các bác chuyển khoản các bác phải chụp hình màn hình này chụp ảnh lấy cái số điện số tài khoản này đấy và các bác gửi theo cái số này chứ còn tên thì nó phải đúng như vậy rồi thì cái tên thì nó không quan trọng nha bây giờ thời, thời đại bây giờ người ta lừa đảo nó làm giỏi lắm cái số không phải nhưng mà tên nó đúng thì các bác chỉ cần nghiên cứu cái số này khi các bác nhập cái số này nó hiện cái tên đúng là đúng rồi không không còn đi đâu phải cái này à, con này bây giờ giảm 300.000 chỉ còn có 2 triệu 150.000 trên 2 triệu thì giảm 5 à, 300 mà Đấy. Oppo A53 mới 100 phần nhá mới 100 nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe Nói chung là 256 gb mà chúng ta chỉ mua có 2 triệu 150.000 được rồi không còn gì phải cái rồi nhá Tiếp theo con này là con Oppo A9. Chưa có con nào bật nguồn, chán thật. Đây em quay con này trước này. Con này là A92, 2 triệu 950, 2 triệu 900 nghìn, bây giờ chỉ còn có 2 triệu 6 thôi. A92 nhá màn hình 6,6 RAM 8 và 256GB, pin 5 nghìn. Đấy, pin 5000 em bán cho các bác với giá chỉ còn 2 triệu 600 đặt 300 000 nha đặt cọc 300 000 nó là 3 triệu 2 triệu 9 ấy, nhưng mà giảm giá 300 chỉ còn có 2 triệu 6 thôi đây là 8 cộng 5 này 256 ghi này 2 triệu 600 000 nha các bác nhé đặt cọc 300 chỉ còn có 2 triệu 600 000 khi các bác nhận hàng chỉ còn uh, thanh toán 2 triệu 300 000 thôi A92 nhé A92 Oppo A92 còn con này là A9 thôi A9 thôi chứ không có hai nhá A9 này. Đấy, con này là bán bán 2 triệu 800 nhưng bây giờ chỉ còn có 2 triệu 500 A9 pin 5.000 màn hình 6.5 8 và 256 gb ram 8 và 256 gb nhá A9 còn cái con này nó là A92 nha hai con nó khác nhau đừng có nhầm lẫn nha các bác nhé bây giờ giảm 300 chỉ còn có 2 triệu 500 thôi đẹp long lanh mới tất cả đều là máy mới 100 RAM 8 256 GB này. Đấy, 8 và 256 GB. Điện thoại bên em thì rất là nhiều. Các bác đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video để chúng ta khi mà có một cái video mới. Nói chung là cái đợt trong cái chương trình khuyến mại này phải quay nhiều, nó quay nhiều cái video nó mới hết được chứ còn một cái video thì không hết được đâu. Nhưng mà các bác phải đăng ký kênh thì các bác mới theo dõi được cái video tiếp theo. Chứ để làm làm một cái video này nó quay cả ngày cũng không hết được nên lấy đâu thời gian mà hơi đâu mà nói cả ngày được và cái thời lượng video nó có hạn nên là các bác phải thông cảm nên tại sao em cứ bảo các bác là các bác đăng ký kênh đi và chia sẻ đi và có nghĩa một lần à, cho tôi một lượt like thì có nghĩa một lượt thích đấy, thì là tại sao lý do nguyên nhân gì thì khi mà một tí nữa em lại quay một cái video khác nó là một cái sản phẩm mới lên một cái video khác không phải video này nữa thì các bác mới nhìn thấy chứ còn không các bác không đăng ký kênh các bác không bao giờ nhìn thấy được đấy là cái việc mà em chia sẻ bằng thật còn ai có thì đăng ký không thì là quyền mọi người thôi Đấy, đến lúc các bác cứ bảo mày cái lừa tao đăng ký kênh chả được cái gì làm gì được cái gì tôi cũng đâu có được cái gì đâu đúng không các bác có trả được cái gì mà em cũng trả được cái gì nên là chúng ta phải nói cho những cái người mà chúng ta ai mà không hiểu thì mình nói cho nó rõ để hình dung được thôi à, chứ không phải là tự nhiên mà mình cứ nói bắt các bạn là đăng ký kênh Thì giải quyết được cái gì Đấy. như con F11 này F11 nhá Oppo F11 này pin 5000 màn hình 6.5 RAM 8 và 256GB các bác nhớ cái thông số nha Oppo F11 RAM 8 256GB chứ không phải là cái loại 16GB Em bán là 2 triệu 350 nghìn Trên 2 triệu đang được giảm giá chỉ còn có 2 triệu 050 nghìn thôi Đấy 100% là máy mới nhá Mới 100% nhá Đây này Thông số đây Giới thiệu điện thoại này Oppo F11 này RAM 8 này 256GB này Máy 2 SIM 2 sóng mới 100% Bây giờ chỉ còn có 2 triệu 050 nghìn các bác bỏ ra 2 triệu bạc các bác đã nhận được một chiếc điện thoại này rồi. Đẹp không? Đấy, chưa đến nay, chưa đến 2.500 mà chỉ có 2.050.000 mà các bác đã sở hữu được một chiếc điện thoại RAM 8 256GB thì các bác không phải bàn được cái gì nữa rồi. Còn nếu các bác muốn dòng rẻ tiền nữa thì các bác theo dõi cái video này. À cái điện thoại này. Đây là một chiếc điện thoại Oppo A31. triệu 2.150.000 Đấy, trên 2 triệu thì là được giảm 300. Trên 2 triệu được giảm 300 thì bây giờ chỉ còn bao nhiêu? Chỉ còn có 2 à, 1 triệu 850 000 nữa thôi. Mà các bác đã sở hữu được một chiếc điện thoại RAM 8 256 GB nhá. RAM 8 nhá và 256 GB nhá. Đây, RAM 8 và 256 GB này. Chuẩn chưa? Đấy. RAM 8 và 256 GB này. Máy là máy mới full hộp luôn, Oppo A31 nhá. Để các bác đặt cọc 300 thì được giảm 300 nghìn Bây giờ chỉ còn 1 triệu 850 nghìn thôi Nếu mà khi các bác cọc 500 rồi Thì thanh toán 1 triệu 550 nghìn thôi Đấy. Ôi dồi ơi Buồn quá nhỉ Mua bán thế này thì mệt rồi Chán với công ty quá Đây còn A93S này Đấy Oppo A93s trên 3 triệu giảm 500 còn có 2 triệu 8 con này là màn hình 6,5 RAM 8 và 256G pin 5000 em bán ngoài khuyến mại thì là 3 triệu 300 nghìn còn bây giờ nó chỉ còn có 2 triệu 800 nghìn thôi. 2 triệu 800 nghìn nhé Đấy. 2 triệu 800 nghìn thôi máy là máy mới 100% nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện cho các bác nhé mới nguyên hộp luôn Đây ạ à. 88 này 256GB này Mới nguyên hộp 100% bán Bây giờ chỉ còn có 2 triệu 800 nghìn Khi các bác đặt cọc 500 rồi Chỉ còn thanh toán 2 triệu 300 nghìn nữa thôi Đúng không Đấy Quá rẻ Không còn cơ hội nữa đâu các bác Tốt nhất là các bác cảm thấy mua được Thì các bác nghiên cứu mà mua Còn nếu mà để mà nói rẻ hơn Thì chắc chắn là không còn cơ hội nữa đâu A53S 2 triệu 750 Đúng không Em bán cho các bác là 2 triệu 750 Bây giờ khuyến mại Bây giờ chỉ còn có 2 triệu 450 000 thôi. Nói diện hết tóc gáy luôn đấy. Pin 5000, màn hình 6.5, RAM 8 và 256 GB. Đấy, có cả màu xanh nhá, có cả màu xanh, màu đen như thế này. Đấy, các bác mua thế nào thì mua bởi vì những cái con này nó gần giống nhau. Đấy, nhiều người cũng cứ thắc mắc là hai con này nó giống nhau, A53S với A56 nó giống nhau, giống thế nào được? Các bác nhìn chữ này, chữ nó chạy dọc lên mà con cái chữ này chạy ngang. Và cái mắt cam có ba mắt thẳng, còn cái này đây, cái mắt của nó này Đấy, nó khác nhau hoàn toàn bị tranh cãi rất là nhiều tôi thì mình không biết thì mình phải thông cảm thôi cái thì làm sao cái được đài được đúng không xã hội mà đây còn Vivo i20s này ấy, bây giờ chỉ còn có 2 triệu 250 nghìn nữa thôi 2 triệu 250 nghìn nhá pin 5 000 màn hình 6,5 RAM 8 và 256 gb Vivo i20s i20s mới nguyên hộp đầy đủ hết phụ kiện đây Ram 8 này 256 000 này. Chuẩn chưa? Đấy. Em nói cho các bác nha Các bác theo dõi video của em ấy. Các bác phải nhớ một điều là các bác chia sẻ hộ, đăng ký kênh để cho mọi người và em còn rất là nhiều cái video và không phải nhiều cái video và nhiều cái sản phẩm tiếp theo để cho các bác lựa chọn nó còn rất nhiều những cái dòng rẻ tiền nữa nên là cái thời lượng video ấy, bây giờ đến 4 50 phút rồi thì em cũng phải hạn chế chứ có bây giờ mà cứ đọc mãi ở đây cũng không được và nó không có cho phép ấy. Con này bây giờ Samsung này bây giờ còn 3 triệu này. Đấy, Samsung này là còn 3 triệu này. Samsung A14 mới 100% pin con này 5000 màn hình 6.6, RAM 4 và 64GB. Đấy, mới 100% nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện. Con này bây giờ còn nó có 3 triệu tròn thôi. Giảm 500 rồi còn 3 triệu tròn này. Cọc 500 giảm 500. Đấy, còn các bác cảm thấy sợ bị lừa đảo tốt nhất các bác không cọc và cũng không nên mua nhá. Và các bác không nên hỏi hỏi thì mất thời gian thôi. Bởi vì trong cái thời điểm này các bác đừng có bảo là em khó tính em khó dễ tính bởi vì là em không có thời gian nghe rất nhiều ấy nên là tất cả các bác thông cảm. Nghe bạn này còn phải tắt máy và nghe bạn kia nữa chứ Có đâu phải là nghe một mình bạn đâu, phải không ạ? Đấy. Chuẩn chưa? Đấy. 3 triệu 500 000 3 triệu 500 000 nha các bác nhá. Đấy, cộng 500 giảm còn 3 triệu. Khi các bác cộng 500 thanh toán chỉ còn 2 triệu 500 nữa thôi. Máy mới 100%, mới nguyên hộp đầy đủ phụ kiện nhé Mới nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe Đây, con này là Redmi 12C, em bán cho các bác với giá 2 triệu 800 Màn hình 6.7, RAM 4 và 64GB RAM 4 và 64GB, máy mới 100%, em bán 2 triệu 800 nghìn Thì bây giờ chỉ còn có 2 triệu 500 nghìn thôi Mới 100% và nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện nhé Redmi 12C nhá. 12C mới 100% nguyên hộp. Hộp nó ở ngay trước mắt chúng ta đây. Ấy da. Dạ. Đúng rồi, đây này. Đấy. Em bán cho các bác bây giờ này là quá rẻ. Rẻ quá rồi, không còn chỗ nào rẻ hơn rồi. Đấy. 2 triệu 500 nghìn, cọc 500. Còn vài con nốt 9 này. Nốt 9 giảm cho các bác. Con này 512GB, giảm 500, còn 3 triệu 500. 000 còn lâu các bác mới đi đâu tìm được cái con sản phẩm như thế này nhá em nói thật luôn bây giờ còn 3 triệu 500 000 nữa thôi đấy 4 triệu trừ số 500 còn có 3 triệu 500 pin 4.000 màn hình 6,5 gian 8 và 2 5 512g đấy, 512g nha các bác nhá màn hơi ám nhẹ đấy màn ám nhẹ đấy, áp dụng cho các bác hay đi quay phim chụp ảnh hay lưu hình nhiều đấy, lưu video nhiều thì nên sử dụng cái con 512g này kể cả Thật sự ra các bác nhìn trong cái hình ảnh này em cũng sử dụng nốt 9 này, các bác nhìn thấy không? Đấy, trong, đấy các bác nhìn trong cái video này các bác nhìn thấy em quay nốt 9 không? Cũng là 512GB Là nó cũng là những cái hình ảnh mà các bác à, đang theo dõi ở đây Nó có nét hay không thì các bác khác tự biết ở những cái dòng nốt 9 này Trên 20 triệu thời xưa thì nó không phải đơn giản đâu nha các bác nhé Đây là em chia sẻ bằng thật Đấy con này bây giờ chỉ còn có 3 triệu 500 thôi, 512GB nhá Máy đẹp Con này bây giờ chỉ còn 2 triệu 200 nghìn thôi Giảm 300 và con này nhá. RAM 6 128 GB, máy này máy số 3 nhá các bác nhớ nhá. Pin 4000, 2 triệu 200 000 con này nó bị đốm xanh một tí này. Đây. Đốm chỗ này thôi, ngoài ra bình thường hết, đốm mỗi chỗ này thôi. Đây, các bác nhìn kỹ này. Nhìn kỹ trước khi mua nhá. Chứ lúc bảo lừa cọc nọ kia thì mệt lắm. Đấy. Ok chưa? Đốm mỗi một chỗ này thôi nhá, một tí thôi. Đây nhớ mà màn cho vào cái màn đen hình ảnh đen này không nhìn thấy gì cả. Còn khi mà chúng ta mở đây đấy. 2 triệu 200 nghìn Còn lâu các bác đi đâu tìm được cái con này Bởi vì nó là 128GB Còn con này 3 triệu Bây giờ chỉ còn Ôi chết rồi Con này 3 triệu Bây giờ giảm xuống Thì còn có 2 triệu 500 Đấy Con này cũng là 128GB Máy đẹp Đây Đấy Nó như vậy ấy. đấy Những cái dòng nút 9 này Thì các bác phải biết sử dụng nó phải hiểu, được cái thợ, phải hiểu được nó Thì không phải biết dùng Có nghĩa là phải biết được à, nó như thế nào chất lượng như thế nào thì các bác có thể đặt mua chứ còn bây giờ các bác bảo cái máy mày cũ thế này mà mày đòi hỏi ba bốn triệu thì không ai mua thì đúng rồi Đấy. không biết thì chúng ta cũng không nên hỏi hỏi và cũng có đâu có mua được đâu mình không thích mình không nên hỏi đúng không còn tiếp theo là cái con nốt chín 128 g này nốt chín 128 g thì con này em cũng bán cho các bác đây màn nó như này đây Đấy, không sao cả nhá à, con này pin 4000 128g 90% hình thức Em bán cho các bác với giá chỉ còn có 2 triệu 500 thôi Cọc 500 thanh toán còn 2 triệu Đấy. Bán giá này giá này là quá rẻ cho các bác rồi Áp dụng cho tất cả các bác từng cái sản phẩm một Ok thời gian bây giờ cũng đã 5-60 phút đồng hồ rồi Thì các bác cũng phải thông cảm Và các bác đặt cọc các bác phải chụp Và đúng cái số tài khoản này thì các bác cọc nha Còn không thì các bác không nên gửi nha các bác nha Đấy, thông số tên tuổi các bác chụp ngay cái màn hình ở đây Đấy. và lấy cái số tài khoản này Tại sao em không để ghim lên màn hình? Sợ người ta ăn cắp cái video của em đi, xong là gắn cái số tài khoản của họ vào, sau đó là uh, người ta lại uh, lừa đảo các bác, nên là em phải ghi một cái tờ giấy này, ghi bằng bút thế này, Đấy, tự tay mình viết thế này để cho nó ăn chắc, nha các bác nhé. Còn số điện thoại là 0819789 và 222. Tất nhiên thì nói để cái vấn đề cọc ấy, thì cái vấn đề này thì cũng rất là ngại khi trước khi chúng ta mua bán đúng không? Tuy nhiên thì ai có thể tin tưởng thì chúng ta có thể đặt, mà còn không tin tưởng thì chúng ta cũng không nên đặt. Đấy cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video đừng quên đăng ký kênh chia sẻ ngay video để theo dõi tiếp một số cái video nữa và một số cái sản phẩm nữa cảm ơn mọi người